Chào các bạn, hôm nay Tech360 sẽ hướng dẫn cho các bạn đọc file dữ liệu từ USB bằng máy chiếu Tico T7+. Thì máy chiếu Tico T7+ sẽ có là hai cổng USB, USB 1 và USB 2. Thì ở đây mình sẽ cắm vào cổng USB 1. Sau khi cắm vào thì các bạn sẽ chọn vào sụt và chọn vào USB 1. Thì trên đầu mod thì các bạn cũng có thể vào biểu tượng chữ S đây, nút có biểu tượng chữ S, bạn bấm vào sụt và xuống là USB 1. Còn ok. Và đây là giao diện dùng để duyệt tài liệu từ USB. Thì các bạn sẽ có các phân mục như là ảnh, phim ảnh, văn bản. Thì ở đây ảnh thì chúng ta sẽ được hỗ trợ đặt định dạng như là JPG. Phim ảnh thì đặt được cái định dạng như MP4, MKV và hỗ trợ âm thanh từ chuẩn AC3 trở xuống. Thì nếu mà video của các bạn có nén âm thanh từ AC3 trở lên thì chúng ta chỉ xem hình được thôi mà không có tiếng. Thì mình sẽ demo thử một bức ảnh cho các bạn xem. Vào phần ảnh, vào tên USB, vào thư mục chứa ảnh. Để xem ảnh thì các bạn nhấn phím play ở trên remote, phím mũi tên và có hai dấu gạch xuống, phím play. Để thoát ra thì các bạn nhấn phím assist. Mình sẽ thử mở một đoạn video. Mình cũng vào thư mục chứa video. Thì ở đây mình sẽ mở một video có định dạng là MP4 và chuẩn nén âm thanh là trên AC3. Thì như vậy video của chúng ta chỉ có thể xem được hình ảnh mà không có âm thanh. Và mình sẽ mở thử một file video có chuẩn nén từ AC3 trở xuống. Cũng bấm vào phím play để phát. Thì hầu hết các file video các bạn ra từ YouTube xuống đều có chuẩn nén AC3 trở xuống. Thì máy chiếu chúng ta có thể đọc được.